Xem ra vị này chính là gã thiếu gia kiêu ngạo ngỗ ngược của Cùng Phong công hội. Tên nhóc kia, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy soái ca bao giờ à? Hay là ngươi coi bản thiếu gia là khỉ? Dám nhìn thêm một cái nữa, ta móc mắt các ngươi. Lời vừa dứt, mọi người đều lùi về sau, không dám trêu chọc Lý Bân. Cùng Phong công hội là công hội đứng đầu Long Ẩn Thành. Lý Bân là con trai của hội trưởng Cùng Phong công hội, Lý Giang Hà, cũng là con trai độc nhất của Lý gia, cũng chính là dựa vào danh tiếng của cha mình, hắn ta hoành hành bá đạo ở Long Ẩn Thành, không ai dám động đến một sợi tóc của hắn. Lúc này, Lý Bân đột nhiên chú ý tới Tần Yên Vũ trong đám người, không khỏi lộ ra nụ cười dâm tà. Yên Vũ, nàng cũng ở đây à, thật trùng hợp. Đối mặt với lời chào hỏi nhiệt tình của Lý Bân, Tần Yên Vũ thần sắc lạnh nhạt, miệng thốt ra mấy chữ: "Lý Bân, chúng ta không thân thiết, tránh xa ta ra." Cảm nhận được sự thù địch của Tần Yên Vũ, Lý Bân lúc này mới chú ý tới thiếu niên Tuyệt Đỉnh bên cạnh Tần Yên Vũ. Hắn ta đứng rất gần Tần Yên Vũ, hơn nữa Tần Yên Vũ còn nắm tay Tuyệt Đỉnh. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Lý Bân lập tức âm trầm xuống. Tần Yên Vũ nắm tay Tuyệt Đỉnh chuẩn bị lên lầu 2. Lý Bân huýt sáo, mấy tên thuộc hạ áo đen tâm lĩnh thần hội bao vây hai chị em Tuyệt Đỉnh lại. Lý Bân, người rốt cuộc muốn thế nào? Yên Vũ, bên cạnh nàng, tên nhóc con lông còn chưa mọc đủ này. Là ai vậy? Lúc này ánh mắt Lý Bân nhìn chằm chằm Tuyệt Đỉnh, nhìn thấy người con trai cao lớn hơn mình, đẹp trai hơn mình, lại còn nắm tay người con gái trong lòng mình. Trong lòng hắn vừa ghen tị vừa tức giận. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặt đầy mụn đi tới bên cạnh Lý Bân, tư thế khùng núm, ánh mắt láo liên. Hắn ta là quản gia tiền phong của Cuồng Phong công hội. "Lý thiếu, tôi đã điều tra rồi, tên kia bên cạnh Tần tiểu thư là tân sinh viên của Thanh Long học viện. Tuyệt Đỉnh vừa dẫn dắt Thanh Long học viện giành chức vô địch đại hội siêu tân tinh. Tuyệt Đỉnh tuy rất khiêm tốn, nhưng qua đại hội siêu tân tinh, ảnh hưởng của cậu ta ở Long Ẩn Thành cũng có thể coi là nhân vật tiếng tăm. Thông tin về cậu ta rất dễ tra được." Tiếp đó Tiền Phong lại ghé sát tai Lý Bân, bổ sung: "Lý thiếu, Tuyệt Đỉnh này, tuy hiện giờ danh tiếng rất lớn, nhưng hiện tại chỉ là một ngự thú sư 2 sao, hơn nữa không có thế lực nào chống lưng. Chẳng qua, chỉ là một tên nhà quê từ thành nhỏ đi lên thôi." Nghe quản gia nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng Lý Bân hoàn toàn biến mất, khóe miệng hắn nhếch lên, nhớ mắt lại, lại đánh giá thiếu niên cao lớn, thẳng tắp trước mặt. Ánh mắt toát ra vẻ, giống như bóp chết Tuyệt Đỉnh, cũng dễ như bóp chết một con kiến. "Hừ hừ, vô địch đại hội siêu tân tinh thì ghê gớm lắm sao? Yên Vũ, ánh mắt của nàng thật sự là ngày càng kém. Cho dù nàng không tiếp nhận sự theo đuổi của bản thiếu gia, cũng không thể tự bỏ tiền túi ra nuôi một tên trai bao không quyền không thế chứ." "Lý Bân, ngươi nói chuyện giữ mồm giữ miệng cho ta. Tuyệt Đỉnh đệ đệ của ta không phải trai bao." "Ôi, còn một tiếng Tuyệt Đỉnh đệ đệ, thì ra nàng là loại người đó, thích loại tiểu thịt tươi da mịn thịt mềm này à?" Tuy Lý Bân không trực tiếp nói chuyện với Tuyệt Đỉnh, nhưng mỗi câu nói lúc này đều đang ám chỉ lăng mạ Tuyệt Đỉnh. Lúc này Lý Bân lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tuyệt Đỉnh, công khai uy hiếp: "Tên nhóc kia, Yên Vũ là người ta nhìn chúng. Nếu ngươi biết điều, thì lập tức mau cút khỏi Thiên Cơ lâu. Nếu không..." Lời đe dọa của Lý Bân khiến tất cả mọi người có mặt hít một ngụm khí lạnh. Là con trai của hội trưởng Cùng Phong công hội, ở Long Ẩn Thành hầu như không ai dám đối đầu với Lý Bân. Hắn ta vốn tưởng có thể dọa được Tuyệt Đỉnh, nhưng lại chính là như vậy, ngược lại khiến Tuyệt Đỉnh sinh ra hứng thú, lộ ra nụ cười vô hại thương hiệu. "Nếu không thì sao? Tên nhóc thối tha, dám nói chuyện với Lý thiếu gia nhà ta bằng thái độ này. Tin hay không, chỉ cần Lý thiếu gia nhà ta một câu nói, có thể khiến ngươi không sống yên ổn nổi ở Long Ẩn Thành." Lúc này, tuy không có ai nhúng tay vào cuộc cãi vã này, nhưng hành vi của Lý Bân đã sớm gây nên sóng gió. Nhưng ngại danh tiếng của Cuồng Phong công hội, mọi người đều lựa chọn im lặng là vàng. Tiếp đó, Lý Bân bước về phía Tần Yên Vũ, ánh mắt gian tà, nụ cười trên mặt khiến người ta ghê tởm. "Yên Vũ, nàng nói xem, nàng tính cách mạnh mẽ như vậy, thật là không biết biến báo. Cuồng Phong công hội chúng ta đứng đầu toàn thành, Thương Khung công hội các ngươi đứng thứ 2 toàn thành. Ta và nàng môn đang hộ đối. Nếu nàng đồng ý gả cho ta, làm vợ bé thứ 8 của ta, thế lực nhà chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?" Lời vừa nói ra, Tuyệt Đỉnh cười ha hả: "Lý thiếu gia, cái bản tính này của ngươi gõ thật vang, cách 10 dặm, con chó giữ cửa cũng có thể nghe thấy tiếng đấy. Các ngươi quả nhiên là đồng loại, tên nhóc thối tha, ngươi dám mắng ta là chó, có phải chán sống rồi không? Ngươi đã có vợ bé thứ 7 rồi, còn muốn tìm vợ bé thứ 8, sao ngươi không đến chuồng heo tìm một con heo nái đi? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà tơ tưởng đến. Yên Vũ tỷ của ta, nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, đang thèm muốn Thương Khung công hội. Ngươi là đang lo lắng tốc độ phát triển của Thương Khung công hội trong 2 năm nay đã đe dọa đến địa vị của Cùng Phong công hội rồi, nên mới như chó điên mà theo đuổi Yên Vũ tỷ đúng không? Đánh rắn phải đánh bảy tấc." Tuyệt Đỉnh vẻ mặt thờ ơ, lời nói sắc bén như đâm trúng tim đen. Lý Bân ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng không biết làm sao phản bác lại Tuyệt Đỉnh. "Hừ, nói bậy. Cùng Phong công hội chúng ta thế nhưng là công hội đứng đầu toàn thành, làm sao có thể?" Chưa để Lý Bân nói xong, đám người xung quanh lập tức bùng nổ, họ bàn tán xôn xao: "Tiểu huynh đệ kia nói đúng đấy, 2 năm nay tốc độ phát triển của Thương Khung công hội rất nhanh. Nói về danh tiếng và thực lực, tôi thấy Thương Khung công hội đã sớm vượt qua Cùng Phong công hội rồi. Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói Cùng Phong công hội tháng này đã có 2 nhiệm vụ cấp AC thất bại.
có mấy đơn hàng của Cuồng Phong công hội đều bị thương Khung công hội cướp mất.